chào tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em buổi sáng vui vẻ nha. Tiếp tục của anh Trần anh em ơi. Giờ là tiếp tục giao một em về Nhân Trạch Đồng Nai nha anh em. Giờ kéo anh các bạn anh chỉnh nữa nha anh em. Rồi. Ngày nào cũng hành trình vậy là vui rồi anh em ơi. Chia sẻ đam mê với tất cả anh em. Em thấy làm gì có nhìn niềm vui là mình làm không mệt rồi anh em. Như anh em thấy em á, tối ngày ngoài đường ngoài xá không à, có thu nhập ổn là mình cũng vui vẻ anh em. Rồi em tới chỗ rồi. Rồi em tới rồi nha anh em. Rồi hẹn gặp anh em vào buổi chiều nha.